Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ học các động vật dưới nước. Mình sẽ kiểm tra bất kỳ con gì đây? Con cá mập. Đúng rồi. Con gì đây? Dạ. Đây là con lươn. Con lươn. Đúng rồi. Con gì đây? Cá ngừ. Sai, cá thu. Cá thu. Đây mới là cá gì? Cá ngừ. Chính xác. Con cá gì? Con cá. Cá này là cá mè. Cá mè. Bạn chưa được học đến à? Đây là con gì? Con ốc. Con gì? Con cá trai. Chính xác. Con gì đây? Con cá ngừ. Đúng rồi. Con gì đây? Con mực. Đúng rồi, bà giỏi lắm. Con gì đây? Con gì? Con cá bống. Con này là con cá bống nha. Cá bống nha. Con gì đây? Con gì? Dạ. Con cá trôi, em quên rồi à. Trôi. Đúng rồi. Cá biển. Chính xác. Con cá. Cá gì? Cá chép. Chính xác, bạn mình học rất giỏi. Học thế rồi. Ừ rồi, tiếp tục mình sẽ chuyển sang chuyên mục khác. Phải cái gì nha. Ừ. Bây giờ mình sẽ, bạn thích học bằng chủ đề nào? À mấy? Học nào? Các phương tiện giao thông nào? Nha. Kiểm tra bất kỳ nào? Tàu cano. Giỏi lắm. Xe bò. Đúng rồi. Xe bò kéo. Đây là xe cứu hộ. Giỏi lắm. Đây là cano. Đây là? Dạ. Thuyền buồm. Thuyền buồm. Tại vì nó có cánh buồm này con này. Đấy, cánh buồm đấy. Thuyền buồm, con đọc lại đi. Thuyền buồm. Đọc lại. Thuyền buồm. 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 Đúng rồi, giỏi lắm. Xe tải. Ô tô tải, chính xác. Tàu điện. Đúng rồi, tàu cao tốc đấy. Xe taxi. Chính xác. Xe đạp. Giỏi lắm. Đây. Xe nông. Container. Xe đầu kéo ấy. Con thấy xe container to chưa? À, con so sánh nào? À đúng rồi, con đang so sánh đúng không? Đây là xe đầu kéo, nó rất là dài này, nhìn nó dài chưa? Còn đây là xe tải. Dừng dừng trên chưa? Đến chưa? À, con so sánh à? Con đang so sánh à? Hay. Rồi, tiếp tục. Máy bay trực thăng. Giỏi lắm. Máy bay chở khách. Giỏi. Xe cảnh sát. Cảnh sát. Cảnh sát. Đúng rồi, giỏi lắm. Cảm ơn bạn Minh Anh rất nhiều. Bạn Minh Anh học rất là giỏi và nhớ bài. Quay đây. Bye bye các bạn đi. Bye bye.